Xin chào mọi người. Ở video trước, chúng ta cũng hiểu thấu được sự thật về đa khung thời gian, các khung thời gian nó hình thành như thế nào và thị trường vận động như thế nào. Từ đó chúng ta thấy được sự liên kết giữa các khung thời gian. Hiểu được bản chất thì chúng ta sẽ không còn có những thắc mắc thường gặp như là sử dụng khung thời gian nào là tốt nhất, phương pháp áp dụng cho khung thời gian nào, cũng như nó còn liên quan đến biểu đồ nến và việc đọc hiểu các mô hình nến. Nếu chưa xem video trước thì bạn có thể xem lại video đó rồi quay trở lại xem video này nhé. Trong video này, chúng ta sẽ đi vào những trường hợp cụ thể và mình tin chắc là bạn sẽ hiểu hơn được nhiều thứ. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta có một ví dụ cụ thể như thế này. Ở đây là biểu đồ khung 5 phút và chúng ta thấy là cái cấu trúc của nó đang thiên về hướng tăng. Chúng ta có một vùng cản của phe mua khá là mạnh tại đây. Nó mạnh là bởi vì cái độ dốc của con sóng này thẳng đứng, các cây nến thân cũng dài nữa. Như vậy chúng ta có một cái yếu tố ủng hộ cho việc chúng ta có thể cánh mua tại cái vùng này. Ngoài ra khi mà nhìn bức tranh xa hơn, chúng ta cũng thấy là trước đó này, nó cũng có một con sóng tăng mạnh nữa, sau đó giá đi ngang và tiếp tục phe mua thắng thế đẩy lên. Như vậy đó cũng chính là một cái yếu tố ủng hộ thêm. Bây giờ chúng ta thử xem giá chạy sau đó ở cái đoạn này như thế nào. Chúng ta có thể thấy là sau cái đoạn này, giá xuyên phá qua vùng cản của phe mua. Tới cái vùng cản tiếp theo của phe mua thì phe mua lại đẩy lên. Tuy nhiên thì sau đó hai phe tranh chấp nó tạo ra cái giai đoạn đi ngang này. Một cái giai đoạn đi ngang dài và hơi có thiên hướng về giảm nhiều hơn. Cho tới đoạn này giá nén lại và giá phá xuống. Vậy thì nếu bây giờ chúng ta nhìn một cái bức tranh xa hơn, chúng ta sẽ hiểu được tại sao lại có cái hiện tượng này xảy ra. Bây giờ mình sẽ vào khung thời gian lớn hơn. Đây là khung 15 phút. Đây là cái vùng mà chúng ta quan sát hồi nãy. Và chúng ta thấy là cái vùng này nó đang nằm tại một vùng cản của phe bán. Đây chính là cái vùng này. Chúng ta có thể gọi đây là vùng gấu ở trong luật bò gấu. Và cái vùng gấu này nó lớn hơn hẳn cái vùng bò ở hai cái giai đoạn này. Nên khi mà hình dung theo luật bò gấu á, thì chúng ta thấy là mặc dù phe bò nó chiếm ưu thế suốt cái giai đoạn này, nhưng khi tới một cái vùng căn cứ của phe gấu lớn hơn thì cái khả năng mà phe gấu nó bảo vệ tại đây cũng sẽ lớn hơn. Chúng ta có thể thấy là phe gấu tham gia, nó phá vỡ qua cái phe bò đầu tiên, sau đó hai phe tạo một cái giai đoạn tranh chấp và cuối cùng phe gấu thắng thế đẩy giá đi xuống. Mặc dù cái vùng bò này như hồi nãy chúng ta thấy là có những cái yếu tố ủng hộ cho nó để chúng ta có thể canh một điểm vào lệnh mua. Chúng ta có thể chờ một cái tín hiệu ở cái khung 5 phút hồi nãy để vào một lệnh mua. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhiều góc nhìn thì chúng ta thấy là cái vùng này nó lại đang ở một cái vùng gấu lớn rồi. Thì đó chính là một cái yếu tố không ủng hộ cho cái việc tăng giá tiếp. Tất nhiên là tới cái giai đoạn này nó vẫn có thể tăng tiếp đi lên, phá qua cái vùng gấu lớn này. Tất cả cũng chỉ là xác suất mà. Và cũng không phải là cứ giá tăng tới vùng gấu lớn này, giá nó sẽ bị đẩy xuống. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đang tìm, nếu mà chúng ta vào lệnh mua tại đây thì có nhiều yếu tố ủng hộ hay không. Càng nhiều yếu tố ủng hộ thì cái xác suất đi đúng hướng tiếp càng nhiều. Ngược lại, ít yếu tố ủng hộ và càng nhiều yếu tố không ủng hộ thì cái xác suất đi ngược hướng càng nhiều. Hay nói cách khác là chúng ta vẫn cần phải xem cái sự tương quan giữa lực mua và lực bán nó như thế nào. Khi chúng ta nhìn được nhiều chiều của bức tranh thì chúng ta cũng thấy được là cái vùng mua này nó cũng không phải là quá tốt, bởi vì nó có một vùng gấu lớn ở đây. Tuy nhiên cùng một tình huống này nó cũng sẽ tốt nếu mà cái vùng giá tăng này nó lại nằm ở một vùng bò lớn, vùng bò mà lớn hơn cái vùng gấu này á. Mình ví dụ là trước đó nếu mà chúng ta có một cái vùng bò ở đây thì lúc đó cái vùng mua này nó lại được ủng hộ, bởi vì rõ ràng giá giảm tới cái vùng bò lớn này, sau đó giá tăng thì nó có một cái nguyên nhân, đó chính là do khi giá tới vùng bò lớn này, phe bò lớn lao vào. Do đó cái khả năng khi giá tới vùng này, giá phá lên nó cũng sẽ cao hơn. Đấy chính là một cái trường hợp giả định để chúng ta hiểu được là cái khả năng tăng tiếp khi giá ở cái vùng này nó có cao hay không. Các bạn cũng hoàn toàn thấy được cái sự liên kết và logic khi nhìn được như vậy. Nó giống như là việc cùng một vùng mua ở đây, nếu chúng ta có một vùng mua như thế này tại cái thời điểm này. Nếu mà trước đó cái lực của phe mua nó cũng đang mạnh thì rõ ràng cái vùng này nó được ủng hộ nhiều hơn. Ngược lại cái vùng này
nó xảy ra sau một cái lực bán rất là mạnh, thì rõ ràng cái vùng mua này nó sẽ không an toàn nữa và khả năng giá phá xuống sẽ nhiều hơn. Kể cả việc ví dụ chúng ta có một cái lực tăng lớn, sau đó là lực giảm, và vùng mua nó xuất hiện ở giai đoạn này, chúng ta thấy là giá vừa phá qua một cái vùng đỉnh tại đây. Nếu hiểu theo luật bò gấu thì chúng ta thấy là phe gấu tham gia vào thị trường, tuy nhiên là xuống tới cái vùng này thì có một lực của phe bò xuất hiện, do là trước đó phe bò vẫn đang tăng mạnh thì lúc này hai phe đấu tranh và tạo ra một cái vùng đi ngang. Sau đó thì phe bò thắng thế phá qua cái vùng đi ngang này, và ở một cái bức tranh nhỏ hơn, ví dụ là cái vùng này, nó tạo ra một cái vùng mua đẹp. Thì rõ ràng nếu chúng ta canh mua tại vùng này, sau đó nếu chúng ta hướng cái chốt lời tới cái vùng gấu cũ tại cái vùng đỉnh này, thì đó hoàn toàn là một điểm vào hợp lý. Đó chính là cái cách mà chúng ta hiểu về cấu trúc thị trường. Mặc dù có thể cùng giống nhau ở một giai đoạn nào đó, cùng xuất hiện điểm vào giống nhau, nhưng nếu cái giai đoạn đó nó đặt ở trong trường hợp khác nhau thì cái khả năng xảy ra của nó cũng khác nhau. Nên là một điểm vào nó phải có một cái ngữ cảnh cụ thể, một cái biểu đồ cụ thể, thì chúng ta mới xét được cái khả năng xảy ra tiếp theo của nó như thế nào. Thậm chí là nếu mà ở cái khung thời gian này giá nó về đây nhưng nó không tạo một cái tín hiệu vào lệnh nào mà nó đi lên luôn, thì lúc đó chúng ta lại có thể vào cái khung nhỏ hơn, chúng ta xét cái lực bò gấu nhỏ hơn, và nếu nó tạo điểm vào tại đây thì chúng ta vẫn có thể mua lên. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Khi hiểu được như vậy thì các bạn có thể hình dung trước được những cái tình huống mà có thể giúp điểm vào tăng được tỷ lệ thắng nhiều hơn. Ví dụ như biểu đồ này, đây là ở một cái khung thời gian lớn. Mặc dù hiện tại giá đang tăng, thì chúng ta có thể hình dung nếu giá tăng lên cái vùng gấu này, nếu nó xuất hiện một cái tín hiệu nào đó, khi đó thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng vào một lệnh bán. Cái tín hiệu vào lệnh thì nó có thể là một cái mô hình hoặc là một cái cấu trúc giảm. Cái này thì nó phụ thuộc vào mỗi người muốn sử dụng cái tín hiệu nào, họ cảm thấy một cái tín hiệu, một cái mô hình giá nào tốt. Và để biết được điều đó thì chắc chắn là bạn không nên sử dụng tài khoản thật để chơi ngay, mà bạn nên sử dụng một cái tài khoản backtest. Một cái tài khoản backtest thì nó sẽ giúp bạn đánh giá được cái độ hiệu quả của một tín hiệu vào lệnh, hay là một cái bộ quy tắc vào lệnh, còn gọi là phương pháp vào lệnh. Việc backtest nó giúp chúng ta quen với cái điểm vào hơn, phản xạ nhanh hơn, cũng như tự tin vào lệnh hơn, và quen với nhiều trường hợp khác nhau của thị trường. Các bạn có thể xem lại cái video hướng dẫn backtest mà mình đã từng làm, hoặc là tải phần mềm backtest ở dưới link mình để ở phần mô tả video này. Hy vọng các bạn sẽ hiểu được cái sự quan trọng của việc nhìn đa khung thời gian. Đúng hơn là việc nhìn bức tranh nhiều chiều, từ chi tiết đến tổng thể. Và khung thời gian nó chỉ giúp chúng ta nhìn chi tiết hơn hoặc là tổng thể hơn mà thôi. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like video và đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Bạn cũng có thể hoàn toàn xem các video khác và học miễn phí trên kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.